Từ mùa khô 1968-1969, tuyến chi viện chiến lược 559 đã đạt quy mô 4 vạn người với hàng nghìn phương tiện vận tải và kỹ thuật công trình. Nhu cầu về nhiên liệu, xăng dầu cũng vì thế mà vượt quá khả năng cung ứng của các phương pháp truyền thống, vốn đã chịu nhiều tổn thất. Chìa khóa để giải quyết vấn đề là cần phải thiết lập được hệ thống phương tiện chuyên dụng cho vận tải nhiên liệu công suất lớn hay hệ thống đường ống. Tuy nhiên, điều kiện đặc thù tại chiến trường Trường Sơn lại khác xa so với Liên Xô và Trung Quốc, những nước viện trợ thiết bị cho chúng ta. Thực tế này đòi hỏi các kỹ sư và bộ đội phải tự khắc phục bằng những sáng tạo hiệu quả. Đây là một cuộc đấu trí về chiến thuật giữa ta và Mỹ. Cái chìa khóa của chúng ta là giữ được bí mật. Giữ được bí mật tuyến ống và chọn được những thời điểm vận hành để có thể tránh được, giảm được tối thiểu cái khả năng thương vong. Thế thì cái câu chuyện này là một cái câu chuyện nó kéo dài từ những mét đường ống đầu tiên cho đến những mét đường ống cuối cùng. Ngăn chặn quyết liệt đến mức độ là mình cứ làm cái tuyến tránh thì nó lại đánh. Mình nghĩ ra một cái tuyến chưa phát tuyến nó đã đánh. Sau này mới ngồi nghĩ là ở đây có lẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là suy luận từ cái đầu óc kỹ thuật của họ, của không lực Hoa Kỳ, thì họ nghĩ rằng những chỗ này là những chỗ đường ống có thể đi qua được, cho nên họ tìm cách ngăn chặn. Nhưng cũng còn một cái vấn đề thứ hai là họ tung các đội biệt kích thám báo để theo dõi cái việc thi công tuyến của ta. Và để mà giải quyết được vấn đề này thì chúng ta sẽ phải làm hai việc. Việc thứ nhất là dùng lực lượng bộ binh truy lùng, truy quét thám báo và đẩy nó ra xa để nó không nắm được cái đường đi của mình. Nhưng việc thứ hai là phải làm sao để vượt ra ngoài cái dự đoán của người Mỹ. Cái dự đoán người Mỹ là gì? Vùng này chỉ có chỗ này mới đường ống mới đi qua được. Còn những chỗ này đường ống không thể đi qua được vì núi quá cao. Và chúng ta chọn cái cao điểm ở trên đường 18, chúng ta chọn cao điểm gọi là cao điểm 911. Chỗ là cao điểm cao nhất trong khu vực ấy. Nhưng đi lên đỉnh cao nhất thì nảy ra vô vàn vấn đề về kỹ thuật. Bởi vì trong cái lý thuyết của Liên Xô ấy, thì người ta thiết kế bao giờ người ta là tính cái áp suất, lấy cái áp suất ra của cửa, của máy bơm ấy, ở cửa ra ấy, để mà tính toán. Nhưng ở đây nếu lấy áp suất ra, đầu ra của máy bơm mà tính, thì những cái thung lũng ở dưới chịu áp suất rất lớn và sẽ vỡ ống. Cho nên chúng ta phải chuyển cái bài toán đó sang tính áp suất ở những điểm mà nó sung yếu nhất, ở các cái vực ấy, chúng ta gọi đấy là các điểm sung. Và những cái điểm sung đó ấy, là những chỗ mà luôn luôn được gia cố cẩn thận và chúng ta canh phòng rất là cẩn thận để đảm bảo an toàn cho nó. Của Liên Xô ấy, là nó có một cái bộ quần áo trang bị cao su kích nhiệt. Và nó mặc vào nó như bộ đội hóa học ấy, nó có một vòi roi thế. Thế nhưng mà thực ra bộ đội mình không mặc nổi. Cái bộ quần áo khoảng 4-5 cân thứ không mặc. Mặc vào cũng không thao tác được. Cho nên anh em bộ đội đứt tuyến rồi, lao thẳng vào quần áo như là tắm trong vòi roi nê, nước đẫm xăng như thế thôi. Nhưng chúng ta đã leo lên đấy. Và vì chúng ta leo lên đấy cho nên chúng ta đã vượt được qua cửa tử 3 tháng trời chiến đấu. Cuối cùng mới làm được cái việc đó. Và khi mà chúng ta vượt qua cái đỉnh 911 ở cao trình 850 ấy, thì đường ống chúng ta đã vượt được qua biên giới và mới đi được sang đất bạn. Ở bên đường 12 trọng điểm 050 cũng thế, nó đánh và mình chuyển tuyến lên rất cao để tách khỏi, càng xa đường ô tô càng tốt. Còn cái tuyến cũ mà nó đánh mình ấy, là mình đặt những cái xi xăng ở đấy. Khi nào nó đánh em cho đốt và nó nghĩ rằng là đường ống mình vẫn còn đang ở đấy. Nhưng mà thực ra các cán bộ chiến sĩ của đường ống Trường Sơn ấy, làm được việc đó là có một sự hỗ trợ rất là đắc lực của các binh chủng bạn, của nhân dân. Xe máy công binh họ làm những con đường tạm rất là treo leo, bọn tôi thấy cũng thật là khủng khiếp. Thế họ đi họ đặt được cái trạm bơm lên đấy rồi, và khi họ quay xuống thì tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cái máy bơm ấy sẽ nằm đấy cho đến hết chiến tranh. Với những đoạn vượt sông lớn, các kỹ sư đường ống phải thiết kế những cầu treo hoặc cọc chống đặc biệt. Đây là bài toán không hề đơn giản khi trong tay họ không có đầy đủ các phương tiện máy móc và vật liệu cần thiết. Là phải dùng cái thuyền nan ấy. Thuyền nan mà giả là cái thuyền mà như dân đánh cá ấy.
anh em bộ đội cũng mặc quần đùi áo mới ôi thôi, và cũng giả sẽ đánh cá để cho nó khi nó vòng lượn nó quay lại thì nó không để ý đến. Nhưng mà sau khi muốn đi một cái thì ta bắt ván và ta lấy dùng vồ ta đóng bộ giá. Thế còn thực sự mà nói để có bộ giá, để có cái ống ấy là quả là cái tư duy rất phức tạp. Bởi vì sao? Nếu không có tri thức về thủy lực, không có tri thức về vật lý, không có tri thức về hóa học, không có tri thức về các cái khác nữa thì không thể tổ hợp làm cái đó được. Tôi nói thí dụ một cái cọc thôi đóng xuống, tôi phải làm mất nửa tháng trời, cắt cái góc vát như thế nào cho nó hợp lý nhất. Và sau khi đóng xuống, ấn xuống nó bồng bềnh, nó không nổi vì áp lực truyền đi theo đủ phương. Thế thì lại phải dùng mỏ hàn nó thủng cái lỗ rồi chó, để khi đóng xuống thì nó thoát ra, nó không bị ép lên. Thí dụ thế một cái cọc thôi, còn toàn bộ bộ giá thì phải giữ như nào. Làm sao trong nước dòng sông đẩy mênh mông như thế, anh cố định một cái vật để mà đứng để mà đóng được cái đó thôi, cũng đã hết sức phức tạp rồi. Vấn đề thứ hai là thời điểm vận hành. Cái thời điểm vận hành là gì? Là chúng ta bao giờ cũng chọn vào những cái lúc, tức là nắm thật chắc cái quy luật đánh phá của địch, và những cái lúc mà cái cường độ đánh phá nó ít hoặc là nó ngừng đánh phá. Trong một ngày bao giờ nó có những khoảng lặng thì chúng ta chọn những khoảng lặng đó để mà bơm xăng. Còn cái thứ ba là gì? Trong cái chiến thuật của chúng ta là để xăng ở trong ống hay là để nước ở trong ống. Khi mà giữa hai đợt vận hành, để nước ở trong ống thì nó đánh, thì là chúng ta không bị cháy. Nhưng mà đến khi chúng ta mà bơm lại thì mất rất nhiều thời gian để mà đẩy nước ra. Cho nên cuối cùng ấy, là sau một thời gian cuối cùng mạnh dạn để xăng ở trong thì nó đánh cháy đoạn nào thì ta bù lại đoạn đấy. Nhưng mà xăng nó đi được nhanh đến đích. Ở đây tôi muốn nói một điều này. Không phải chỉ có khi địch đánh thì đường ống mới xảy ra sự cố. Vô vàn nguyên nhân xảy ra sự cố. Ví dụ như là do những cái que nó mắc ở trong rác rưởi nó mắc đấy làm tắc ống. Hay là ví dụ như là do một cái gioăng nào đó nó rách ra. Nó bị một cái sự cố nào đó rách ra. Hay là do một cái vết lõm nào đó của bom đánh trước, bây giờ nó bung ra, tất cả cái đó đều tạo nên những sự cố. Nó không cần có tiếng nổ, mà đường ống, cái địa hình Trường Sơn thì rất phức tạp. Bây giờ bắt đầu hô quân đi dọc theo tuyến, vừa lâu và vừa không an toàn. Thì các kỹ sư đã nghĩ ra được một cái sáng kiến là căn cứ vào các đồng hồ áp suất và cái bản đồ của tuyến, người ta sẽ xác định phát hiện được sự cố từ xa. Tức là khi mà bị địch đánh hay là bị một sự cố thì chúng ta có thể khoanh ngay được cái khu vực đấy. Chính phát hiện ấy cho nên thằng đã tìm được ra cái mà để khắc phục. Biết bao nhiêu cái lực lượng anh em dàn trải trên tuyến này khác bây giờ đơn giản rất nhiều. Cái chỗ nào mà xảy sự cố thì chỉ cần lệnh cái tiểu đội ấy thì khắc phục thế thôi. Với 100 km đường ống qua đường 12 và đặc biệt 72 km qua đường 18, bộ đội đường ống đã bước đầu thành công trong việc thiết lập được tuyến động mạch nuôi sống hoạt động cơ giới. Nhờ kết hợp chặt chẽ với tuyến ống, bộ đội ô tô đã giảm được khối lượng xăng dầu phải mang theo, phục hồi 25-30% số phương tiện bị ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu, đồng thời giải phóng cho bộ đội và số đầu xe vốn trước đây sử dụng để chuyên chở xăng dầu, một dạng nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vận tải đường ống cũng tạo hiệu ứng cộng hưởng, thúc đẩy phát triển cơ giới đường thủy tại những khu vực có đường sông thuận lợi như sông Sekong. Diễn biến mang tính chất bước ngoặt cho cục diện cuộc chiến tranh. Đến vào mùa khô 1970-1971, quá trình Việt Nam hóa chiến tranh do Mỹ đạo diễn đã đạt được một số kết quả. Những cuộc hành quân vào Campuchia và việc giáo diết thi hành chính sách bình định lãnh thổ đã giúp Mỹ và chế độ Sài Gòn đẩy được chủ lực của ta tách ra khỏi một số địa bàn chiến lược. Tuy nhiên, nguồn cội của vấn đề bình định miền Nam chưa thể được giải quyết một khi hệ thống xâm nhập khổng lồ trên đất Lào vẫn đang tồn tại. Tới cuối năm 1970, quy mô các lực lượng quân sự Mỹ tại Việt Nam là 33 vạn quân. Tổng thống Nixon muốn thực hiện được hứa hẹn rút thêm 150.000 lính Mỹ nữa về nhà cho đến trước tháng 6 năm 1971. Để thực hiện ý đồ này, Washington cần đánh một đòn quyết định để dứt điểm hệ thống đường Hồ Chí Minh, đồng thời thử nghiệm ở quy mô chiến lược khả năng của quân đội Sài Gòn. Ba cuộc hành quân lớn trong mùa khô 1970-1971 đã được vạch ra. Tâm điểm là chiến dịch Lam Sơn 719,
Theo kế hoạch, binh lính Sài Gòn sẽ tràn ngập khu vực đường số 9, sộc thẳng vào vùng lõi của tuyến chi viện chiến lược, bóp nát vùng căn cứ hậu cần quan trọng Sepol. Nhưng điều Washington không ngờ được là Hà Nội đã sớm có phán đoán và thông qua mạng lưới tình báo chiến lược để nắm bắt khá chi tiết về chiến dịch Lam Sơn 719. Nghị quyết Quân ủy Trung ương ngày 3 tháng 4 năm 1970 có đề cập, sắp tới, kẻ địch sẽ chú trọng đánh vào vùng Trung, Hạ Lào và vùng Đông Bắc Miên. Tới mùa đông 1970, khẳng định càng rõ thêm, trường hợp ứng địch ra đường 9 thì đây là cơ hội thuận lợi cho ta tiêu diệt chúng, nhất thiết phải đánh thắng trận này. Cùng với các sư đoàn chủ lực, các địa phương trong khu vực, Bộ Tư lệnh 559 đã có sự chuẩn bị rất sớm và chu đáo về thế và lực cuộc phản công đường 9 Nam Lào. Tháng 2 năm 1971, khi 17.000 quân Sài Gòn với sự yểm trợ tối đa của hỏa lực Hoa Kỳ vượt biên giới, chúng đã nhanh chóng sa vào thế trận phục kích của ta. Quân ngụy Sài Gòn thất trận, co cụm lại từng chỗ. B-52 liên tục giải thảm tạo vành đai bảo vệ. Công binh Trường Sơn thần tốc mở đường mới và sửa chữa hàng trăm km đường. Như những xúc tua, vòng cua các vành đai lửa, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực quyết liệt tiến công, tiêu diệt từng bộ phận. Thế và đêm hôm ấy thì là trên là thông báo là sẽ có 150 xe chuyên chở vũ khí nặng và tiếp tế cái đợt 2 cho cái chiến dịch đấy. Đến cái chỗ U Bò ấy thì một cái xe đi đầu là bị địch bắn cháy luôn. Cái chỗ đấy là cái chỗ nguy hiểm nhất và khó khăn nhất, là vì là một bên là núi, thế và một bên là vực thẳm, để cho vừa cái xe lọt qua thôi. Địch đánh phá ác liệt như thế thì một số anh em là ra ứng cứu xe là bị thương, thế là hết người. Thế là trên là gọi điện ngay cho tôi là làm thế nào giải quyết cái xe này nó bật đi được. Tôi gùi 25 cây kg thuốc nổ với để một vòng dây cháy chậm khoảng mét hơn mét, thế mới để một hộp kíp. Thế lên đấy thì là đồng chí cán bộ mới nói là bây giờ đồng chí phải làm thế nào là giải quyết trước 2 giờ cái xe này. Đấy, thế mà xe vẫn cháy này, thế mà nhìn cái xe đấy thì thấy rằng đúng là khó. Nếu mà làm thông thường thì không giải quyết được. Ví dụ thông thường thì anh em là tra kíp này, rồi là cắt dây cháy chậm là khoảng độ 1 mét này, sau đó thì là vào xong nó là mới chôn xuống, rồi bắt đầu mới châm, thì bắt đầu mới chạy ra để nấp, thì lúc đó nó mới nổ. Thế mà cứ làm thế không được. Thế thì lúc ấy tôi mới suy nghĩ, thứ nhất là không có cái dây mà mình buộc. Bây giờ muốn có dây buộc thì phải cởi cái áo này cắt ra, xong này nối với nhau thành cái dây để mà buộc được phá đấy. Đấy. Thứ hai nữa là kíp thì bây giờ nghĩ là nếu mà mình lại cũng cắt dài mà vào đấy mà châm thì không thể châm được. Nó nóng rừng rực này không thể châm được, mà chưa châm nó đã nổ rồi. Thế thì mình nghĩ ngay là phải cắt ngắn thôi, chỉ độ gần gang rồi thôi. Xong rồi châm ở ngoài này để mà lao vào mà đặt. Thế rồi khi mà quan sát thì bảo không biết bây giờ mình đặt vào đâu để cho nó nổ một nhát mà nó bục hết cả cái ô tô đi được, bật hết được là khó. Thế mà sau cũng nghĩ ra, nhìn thì thấy là cái cầu đằng sau ấy, thì cái cầu ấy nó vừa dày và đồng thời nó vừa chắn cả toàn bộ cái zip riếc, nó chắn bộ toàn bộ đấy. Thì mình nghĩ là đưa ở đấy nó có sức bật, nó hất được đi. Đấy, thế là cứ thế, tự nhiên cứ nghĩ ra, nghĩ thế mà làm. Và sau khi tôi châm rửa vào là tôi vào, tôi đặt rúi vào đấy một cái, mình lao ra thì ý nghĩ là mình chạy thì mình sẽ lao xuống cái talium ấy để tránh. Thì đúng là vừa chạy ra được khoảng 2-3 bước ấy, thì bắt đầu đấy, mình nổ luôn đấy, cả một cái khối đấy. Thế là người ngã sập xuống bên talium. Đất đá nó bắn, may là đúng không có bị những cái đá to, những đá to nó bắn vào chết ấy, chưa phải nói mấy. Thế là ngất đi. Thế sau đó thì là anh em đưa về bệnh xá. Thế khi tỉnh dậy thì là anh em hỏi anh em tình hình thế nào, thì anh em bảo rất tốt. Hôm qua là bên trạm đã điện xuống biểu dương rồi.
Thu đâu trên chiến trường, nhưng bộ máy truyền thông của đối phương vẫn ra sức tô vẽ về một chiến dịch thành công. Chúng ta đang tác chiến và tranh chấp với địch từng mỏm đồi khe cạn. Lúc bấy giờ đài AFP đưa tin là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm được Sepol. Biết rằng là địch là đăng tin sầm bậy, thì có điện của đồng chí Song Hào từ tổng hành dinh vào gợi ý là nên ghi âm lời nói của đồng chí chủ tịch Bun Di huyện Lị Xê Phôn để truyền tải băng ghi âm của đồng chí Bun Di bằng đường dây hữu tuyến điện tải 3 ra Hà Nội sớm nhất. Hệ thống thông tin liên lạc Trường Sơn với nòng cốt là mạng dây tải 3 đã phục vụ âm thầm nhưng xuất sắc cho các công tác điều hành, chỉ huy trên toàn tuyến. Tuy nhiên, nhiệm vụ truyền tải băng ghi âm từ Xê Phôn về Hà Nội là không đơn giản. Chưa tính tới các khó khăn trong kỹ thuật chuyển đổi. Chỉ riêng việc đảm bảo cho cả ngàn km đường dây tải 3 thông suốt băng qua chiến trường ác liệt đã cần có một nỗ lực rất lớn của bộ đội thông tin. Không cứ dây trần phải đứt mà chỉ cần bị cọ sát vào các chướng ngại vật như cành cây là cũng có thể gây biến dạng, méo mó tín hiệu. Chúng tôi nhận nhiệm vụ chuyển thì lúc đó vào 23 giờ đêm của ngày 18 tháng 2 năm 1971. Với cái thời gian không lâu, khoảng độ 5-6 tiếng, với cái sự nỗ lực của anh em chúng tôi từ trạm cơ vụ 3000 của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh 559 về cho đến tổng trạm A40 của Bộ Tư lệnh Thông tin và những nhân viên kỹ thuật vào trực tiếp đứng máy để điều chỉnh. Và ở đầu Hà Nội đó thì ở Cục Tuyên huấn của Tổng cục Chính trị có một đồng chí trực tiếp là gài máy ghi âm vào đó. Kết quả là vào ngày 19 tháng 2 năm 1971, bản tin tối của Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi tiếng nói của đồng chí chủ tịch huyện lỵ Sepol nói rằng thị trấn Sepol chưa hề có một tên địch nào đặt chân đến. Nhân dân và bộ đội đang chiến đấu lao động để phục vụ chiến dịch. Chúng tôi cũng rất tự hào được góp phần vào cái công cuộc tuyên truyền của Đảng và Nhà nước rất kịp thời trong cái lúc là bọn địch là tung những cái tin thất thiệt. Vì thực địa đã bị đánh phá và chia cắt hoàn toàn, lực lượng cứu nguy của quân Sài Gòn buộc phải sử dụng chiến thuật trực thăng vận, di chuyển nhảy cóc qua từng bãi đáp. Chỉ chờ có thế, các trận địa phòng không của ta bất ngờ nổ súng, lưới lửa phòng không bao trùm hàng ngàn máy bay địch. Đây là hình ảnh được công bố vào năm 1994 về một bãi đáp mang tên Lolo thuộc chiến dịch Lam Sơn 719. Trong một khoảng mỏm đồi bé nhỏ đã có tới 7 chiếc trực thăng bị hạ. Theo xác nhận từ phía Mỹ, tính đến ngày 24 tháng 3 năm 1971, kết thúc Lam Sơn 719 đã có tới 728 máy bay bị bắn cháy hoặc hỏng, một kỷ lục về thiệt hại, một nửa số quân tinh nhuệ và dự bị chiến lược mà Việt Nam Cộng Hòa đổ sang Lào đã bị tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu cùng với hàng ngàn phương tiện và vũ khí chiến tranh mặt đất. Giới cho bu Washington đang đứng ngồi không yên. Nhưng trước công chúng Mỹ, Tổng thống Nixon vẫn hoan hỉ tuyên bố về chiến thắng lớn và rằng nỗ lực Việt Nam hóa đã thành công. Chiến dịch Đường 9 Nam Lào đã minh chứng giá trị to lớn của những công trình đa dạng được xây dựng một cách công phu trên đường Hồ Chí Minh. Nhờ đó, địa bàn 559 càng có điều kiện phát triển vững chắc hơn bao giờ hết, càng củng cố khẳng định khả năng của tuyến có thể cùng một lúc làm được 3 nhiệm vụ: chi viện chiến lược, đảm bảo hậu cần chiến dịch, tác chiến hiệp đồng chống địch hành quân lớn và mở rộng vùng giải phóng. Trở lại với những mùa vận chuyển, về cơ bản, khi phải đối đầu với loại chiến dịch ngăn chặn mới, Commando Hunt sử dụng không lực hùng hậu với số lượt đánh phá trung bình hàng tháng lên tới 8.000 phi vụ và được điều khiển bởi hệ thống chống xâm nhập tự động X-Luy. Bộ đội Trường Sơn vẫn hoàn thành được chỉ tiêu chi viện cho các hướng chiến trường. Tuy vậy, tỷ lệ tổn thất ở mức cao, số xe bị mất trên một mùa khô luôn ở trên ngưỡng 1.000 chiếc, đặc biệt trong mùa khô 1970-1971.
mất tới 2.100 xe ô tô, chiếm 51% tổng số xe. Ngưỡng thiệt hại này, một phần là hệ quả của chiến dịch Lam Sơn 719, phần còn lại đến từ một trong những vũ khí ngăn chặn cuối cùng của Mỹ mà ta chưa giải mã được. Máy bay vận tải vũ trang AC-130, vũ khí tiêu diệt xe tải hiệu quả nhất lúc bấy giờ. Mùa khô 1970-1971, sau 3 năm hoạt động, số lượng máy bay AC-130 đã tăng lên tới 12 chiếc. Chúng xuất kích 1.300 lần, chỉ chiếm hơn 9% tổng số phi vụ săn xe vận tải được thực hiện bởi nhiều loại máy bay khác nhau, nhưng lại chiếm tới 61% tổng số thành tích đạt được. Tập đoàn Không quân số 7 tuyên bố, cứ mỗi lần cất cánh, AC-130 lại bắn hạ hoặc làm bị thương khoảng 10 xe vận tải của Việt Nam. Đây là loại máy bay chuyên hoạt động về đêm, được phía Mỹ mệnh danh như bóng ma. Trên máy bay trang bị các tổ hợp trinh sát, tìm kiếm chuyên dụng tân tiến nhất. Các máy khuếch đại ánh sáng mờ, máy dò tín hiệu nhiệt và đặc biệt là cảm biến phát hiện tín hiệu từ buji đánh lửa của động cơ xăng có thể giúp AC-130 nhận dạng xe vận tải trong bóng đêm hoàn toàn từ khoảng cách từ 5 đến 6 km dù mục tiêu có bị nhiều tán cây rừng che khuất. Hỏa lực pháo 20mm và 40mm trên máy bay có thể bắn cháy xe tải chỉ bằng một lần khai hỏa. Sau nhiều thiệt hại, ta mới dần nhận rõ sự nguy hiểm của máy bay AC-130. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Đường 559 đã ghi rõ trong kiểm điểm. Do việc đánh giá địch còn chủ quan, thiếu nghiên cứu toàn diện, liên tục và cụ thể, có lúc kết luận không đúng thủ đoạn của AC-130. Từ nhận thức mới, 559 gấp rút tổ chức các biện pháp đối phó, tuyến đường được tăng cường lực lượng cao xạ và cả tên lửa phòng không. Bộ đội tổ chức nghi binh, tạo nhiều mục tiêu giả. Nhưng trọng tâm nhất vẫn là quyết định khẩn trương đổi mới căn bản thế trận vận chuyển và quy luật hoạt động của ta, làm đảo lộn sự hiểu biết của địch. Hiện thực hóa chủ trương này, ta chuyển hoạt động vận tải từ ban đêm là chính sang ban ngày. Xe ô tô chạy trên một loại đường đặc biệt mang tên đường kín. Bộ Tư lệnh Trường Sơn cũng bàn nhiều, cũng đề ra nhiều cái giải pháp. Thế nhưng cuối cùng thì có cái giải pháp là bây giờ là muốn vận chuyển nhanh lượng hàng lớn thì phải làm đường kín chạy ban ngày. Đấy. Thế còn đường kín thì có nghĩa là chúng ta phải tìm nơi mà nó phù hợp với ngôn từ của đường kín. Tức là đường kín nghĩa là ta chạy ở dưới và trên không nhìn thấy xe của ta. Đấy. Thế thì ta lợi dụng là những cái khu rừng có cây to, nếu mà cây nhỏ mà không che hết được cái vòm đấy thì ta phải bắt hai cái đầu của cái cây đấy vào thành một cái vòm. Đấy, thì tạo thành một cái đường kín trên không phát hiện được. Thế đường trống thì ta phải dồn cây. Nhiều nơi thì anh em sáng tạo ra làm thành một cái dàn phong lan ở trên. Thế cơ đảo ngược trong mùa vận chuyển 1971-1972, với kích thước to lớn nặng nề, máy bay AC-130 không dám lộ diện vào ban ngày để bám đuổi các xe vận tải chạy trong đường kín. Không những thế, ngày 29 và 30 tháng 3, bộ đội cao xạ và tên lửa đã liên tiếp bắn hạ hai bóng ma AC-130. Đánh ở cự ly cực kỳ gần, mà thì là nó ở bay ra 16 cây thì bay vào thì dần gặp, đang gặp ở khoảng là 10-11 cây số. Giữa máy bay với lại tên lửa gần nhau tích xung lại, tích đủ xung thì nó nổ, mà nó đã nổ. Mà ngồi nó vô tiếng nó nổ thì coi máy bay không thể thoát. Có trình lao nó lao thẳng vào trận địa luôn, thì cách trận địa khoảng 3 cây số thì là khi mở cửa ra là cháy tới bùng cả sân rực cả bầu trời thì anh em phấn khởi lắm. Đồng chí Đồng Xuyên Nguyên sau khi tôi đánh rơi trên máy bay đấy rồi thì là điện xuống thưởng nóng luôn. Thưởng nóng chỉ toàn là một xe lương khô 5 tấn. Này, loại lương khô mới 70 mà lúc bây giờ là bộ đội được thưởng một xe lương khô rồi, một con bò. Nhưng mà đồng chí nói con bò bao giờ về Việt Nam thì có. Như vậy thủ đoạn đánh phá ngăn chặn có hiệu quả cuối cùng của Mỹ đã bị vô hiệu hóa. Tháng 4 năm 1972, toàn bộ máy bay AC-130 được lệnh rút khỏi những khu vực trung tâm trên hệ thống đường Hồ Chí Minh. Quyết định táo bạo đầu tư lớn, nhân lực, vật lực làm đường kín không chỉ khắc chế được máy bay AC-130 mà còn giúp 559 tổ chức đội hình xe tới cấp trung đoàn, tiết kiệm được 15 đến 20 ngày vận chuyển. Kết quả, đến tháng 2 năm 1972, tuyến đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch năm. Kết thúc mùa khô, vượt chỉ tiêu 134%,
giao cho các chiến trường 53.000 tấn hàng, cho Trung, Hạ Lào 5.200 tấn, đảm bảo hành quân 11.100 tấn, nhập 25.700 tấn xăng, mở 2.200 km đường kín, 670 km đường hở, bắn rơi tại chỗ 71 máy bay địch các loại. Nguồn chi viện dồi dào có được tạo điều kiện cơ bản thuận lợi cho toàn miền Nam mở cuộc tổng tiến công chiến lược trong xuân hè 1972.